Trời Phật bảo hộ, cát tinh cao chiếu, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này. Hoan hỷ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý thính chủ tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng, đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý bạn, đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân mình không biết phải làm gì với cuộc đời này hay chưa? Bạn có lẽ đang thực sự bế tắc, bạn có thể đang cảm thấy thất vọng với cuộc sống, đau thương, đổ vỡ, khó khăn trùng trùng, thậm chí là bật khóc giữa màn đêm. Bạn có thể đang bị mỉa mai trong ngày hôm nay, bị đối xử bất công, đồng nghiệp vùi dập và không biết phải làm sao để bước tiếp. Nhưng bạn ơi, bạn cứ yên tâm, những ngày tối tăm chắc chắn sẽ kết thúc và mở ra cho bạn một tương lai sáng lạn, tràn trề hy vọng, giàu sang phú quý. Trời mưa giông rồi sẽ tan, mọi khó khăn sẽ vượt qua, sau cái màn đêm là ánh sáng của bình minh, không có gì kéo dài mãi mãi. Mỗi một khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới, một năm mới sẽ mang lại cho bạn những cơ hội làm giàu mới. Và điều mà bạn cần phải làm lúc này là nắm bắt và thực hiện cơ hội đó mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ khi được chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, với ba cơ hội vàng thúc đẩy công danh, sự nghiệp, tài lộc viên mãn. Vậy, chi tiết vận trình cụ thể ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tiên tri tiết lộ chấn động về tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng, bề trên ban phúc lớn, gánh lộc về nhà, đổi vận giàu sang, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, tiền tỷ cầm tay trong năm 2024 nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mệnh. Canh Tuất hay còn được gọi là tự quan chi cầu hay chó trong chùa. Năm sinh dương lịch từ mùng 6 tháng 2 năm 1970 đến 26 tháng 1 năm 1971. Mạng thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, thiên can canh, tương hợp ất, tương hình, giáp, bính, địa chi tuất, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Khắc đại lâm mộc, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con chó, tướng tinh con cáo, cuộc đời được bà chúa tiên độ mạng. Canh tuất nữ mạng với nạp âm hành kim, do can canh kim ghép với chi tuất thổ, thổ sinh nhập kim bằng chi sinh can. Nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, Canh Tuất có nhiều kim tính trong tuổi, khi kim vượng hay suy thiếu chất hỏa, kiềm chế các bộ phận như phổi, ruột, dễ bị suy yếu khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ để về già đỡ bận tâm. Canh Tuất nữ mạng thuộc mẫu người sắc sảo, quyền biến, cứng rắn, độc đoán nên dễ trở thành độc tài khi nắm quyền trong tay, mẫu người sống khép kín ít cởi mở nên cô đơn trong hành động cũng như trong tình cảm. Đặc tính của can canh, canh cô mậu quả. Thêm tính chất của chi tuất mang tính đa năng, trung thực, hào hiệp, hào phóng phân minh về tiền bạc, coi bạn bè như người thân thuộc, phần lớn sớm xa gia đình. Trong cuộc sống phụ nữ tuổi Canh Tuất là người khôn ngoan, năng động, làm việc chăm chỉ, siêng năng, có ý thức trách nhiệm cao, đa phần có tuổi thơ không được may mắn, đã phải vào đời sớm tự thân, tự lập, là người có ý chí, chịu khó chịu khổ, cố gắng phấn đấu để vươn lên, không sớm thì muộn cũng đạt được ước vọng. Tiền vận tuy có khó khăn, nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp gia đạo vững vàng, ngày càng phát triển, hậu vận danh lộc tăng cao, cuộc sống có nhiều may mắn, có người trở thành chủ nhân có tiền có tiếng, tuổi già con cháu đông đầy, gia đình sung túc. Canh Tuất tràn đầy năng lượng tích cực và vui vẻ, bản thân Canh Tuất rất cẩn thận và biết sắp xếp, tính toán, họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Theo đó, dù là việc gặp khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo, mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình.
Nữ mệnh tuổi Canh Tuất thích tiết kiệm, cứ có tiền là không ngừng tiết kiệm, ăn không dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, chỉ cần nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm ngày càng nhiều lên là họ đã thấy thỏa mãn rồi. Nếu muốn tài lộc dồi dào hơn, Canh Tuất nữ mạng cần phải biết cách chi tiêu đầu tư, dùng tiền vào chỗ cần dùng. Không được tiếc rẻ, càng không được tiết kiệm không phải lối, rồi tiền bạc sẽ tự sinh sôi nảy nở, buông dây dài mới bắt được cá to. Về sau 40 tuổi có sự nghiệp vững vàng, lại được Quan Âm ban phúc, nên cuộc sống hậu vận có nhiều may mắn, có cả danh tiếng lẫn tiền bạc, tuổi già con cháu đông đầy, gia đạo tốt đẹp. Xét tổng quan tử vi nữ mạng, tuổi Canh Tuất trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Canh Tuất theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Canh gặp giáp chủ về tương phá, công việc làm ăn không thuận lợi, có sự biến động liên tục, có thể mở mang thêm nhưng không có kết quả tốt, tiền bạc vì thế mà cũng khó sinh lời, chuyện gia đạo cũng gặp không ít trục trặc. Xét về địa chi, Tuất gặp Thìn, lâm cục diện xung thái tuế, các phương diện cuộc sống đều gặp phải những trở lực đáng kể, công việc có kẻ phá phách, tiền bạc tiêu hao nhiều mà thu về không tương xứng, gia đạo bất ổn vì những mâu thuẫn cá nhân, sức khỏe cũng giảm sút đáng kể. Xét về ngũ hành, bản mệnh sinh xuất cho lưu niên, xét thấy vận khí bị hao tổn ít nhiều, công việc có thể suôn sẻ đấy, nhưng lại không có đầu có cuối. Kết quả cuối cùng vẫn là chưa thỏa nguyện, tiền bạc tiêu xài lắm, vốn bỏ ra làm ăn nhiều mà thu về không được là bao. Ngũ hành bản mệnh hành kim gặp năm hỏa bị khắc chế, đề phòng kẻ xấu lợi dụng hoặc chiếm đoạt công lao tiền bạc. Tiểu kết, nữ mạng Canh Tuất sinh năm 1970, được dự báo vẫn có những nỗi bận tâm nhất định về cuộc sống, công việc, tiền bạc. Tuy không quá mức hung hiểm nhưng vẫn khó được thảnh thơi, đặc biệt trong năm cần đề phòng cạnh tranh, tiểu nhân quấy phá mạnh hơn, làm gì cũng phải tính toán trước sau. Thứ hai, xem tử vi Canh Tuất sinh năm 1970, nữ mạng, theo sao hạn là sao Kế Đô. Sao Kế Đô là một hung tinh rất mạnh, sao này thuộc hành thổ chủ về hung dữ, ám muội, thị phi, buồn rầu, với bản chất là một hung thần nên sao này gây ra những điều bất hạnh, tai ương. Trong dân gian vẫn lưu truyền bài thơ về sao Kế Đô như sau. Kế Đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3 tháng 9 bi ai khóc ròng, đàn bà vận mệnh long đong, ốm đau tăng chế nặng trong năm này, đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an. Không thì tai họa vương mang có ngày, phòng người làm vấp rủi may, thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài dục lợi bất an, thương người phải nhớ chớ than chớ phiền. Kế Đô là một trong những thất chính, mang tính chất hung bạo, mang lại nhiều nỗi niềm lo lắng cho bản mệnh người bị sao chiếu. Ánh sáng mặt trời bị che lấp khi hiện tượng nhật thực xảy ra mang màu sắc u tối. Chính vì vậy, những sao mang đại diện của hiện tượng này, người ta tin rằng sẽ có nhiều biến cố xảy ra đối diện với những năng lượng xấu của sao chiếu mệnh. Chủ hung hại nếu biết cách có thể chuyển nguy thành an, chuyển hư thành tài và giảm bớt nhiều tác động xấu của sao. Theo như ý tứ của bài thơ, thì nam mệnh gặp sao này trong năm họ hàng thường có tang sự. Đối với phụ nữ gặp sao này sự nghiệp gập ghềnh, gia đạo tình cảm bất an, khổ vì con cái ốm đau khó dạy bảo, thời điểm mà sao Kế Đô ảnh hưởng mạnh nhất đó là tháng 3 âm lịch và tháng 9 âm lịch. Cách hóa giải hạn sao Kế Đô đó là việc ăn ở thẳng ngay, hiền hòa, giúp đỡ bố thí cho những người khó khăn cơ nhỡ. Đặc biệt khi đã làm ơn bố thí thì phải nhã nhặn, lịch sự, vô tư, chớ có kề công than phiền hay muốn được vinh danh tự hào vậy mới hoàn hảo. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Canh Tuất theo niên hạn là hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh là một hạn xấu, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và dễ mắc kiện cáo rắc rối với pháp luật. Trong tất cả 8 hạn mà con người mắc phải trong chu kỳ vận hạn theo tuổi, thì hạn thiên tinh sẽ là một trong những hạn nặng nhất đối với người phụ nữ. Người mắc phải hạn này nếu không cẩn thận sẽ gặp cú sốc rất lớn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Trong làm ăn gặp phải kẻ xấu vu khống khiến sự nghiệp lao dốc không phanh, vì tiếng xấu đồn xa nên chẳng còn ai tin tưởng và làm ăn chung nữa. Cũng từ đó, công việc làm ăn không còn thuận thành như trước. Trong cuộc sống thì các mối quan hệ dần xa cách bởi những tiếng đùa giỡn vô tình, dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Chính sự hiểu lầm dẫn đến những cuộc tranh cãi xung đột khiến tình cảm ấy chia cách. Cách giải hạn thiên tinh, chú ý đến ăn uống tránh bị ngộ độc thực phẩm. Trong làm ăn người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Thứ 4. Vận niên năm 2024 của tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Canh Tuất nữ mạng gặp vận niên, dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ, trong năm 2024.
Đây là hình tượng mang ý nghĩa no đủ về mặt vật chất và tinh thần, bởi dê được ăn cỏ no đủ, đời sống vật chất sung túc, không phải lo gánh nặng tiền bạc nữa. Theo đó, cuộc sống của tuổi Canh Tuất nữ mạng bớt phần cơ cực trong năm 2024 này. Gia đạo khá yên ấm, nhưng đừng vì thế mà phóng túng thái quá mà phạm phải sai lầm, khiến đào hoa xấu bùa vây, đe dọa hạnh phúc gia đình. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Canh Tuất nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Canh Tuất không phạm tam tai, không cần lo lắng về vấn đề này. Kim lâu năm 2024. Tuổi Canh Tuất phạm kim lâu thân, không thích hợp đứng tên tuổi, tiến hành mua hay xây dựng nhà cửa, bản thân dễ bị tổn thương hoặc gặp nhiều vận xui xẻo. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Canh Tuất không phạm hoang ốc khi làm nhà, mua nhà trong năm 2024. Tiểu kết, nữ mệnh tuổi này cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, cho dù là lúc bình yên cũng không thể thờ ơ lơ đãng, hãy cố gắng hết sức trong công việc, không bỏ cuộc giữa chừng, rồi bạn sẽ khiến mọi người khâm phục và yêu mến. Năm nay không thích hợp để tiến hành những việc lớn như xây cất nhà cửa, bạn cần cân nhắc kỹ. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Canh Tuất nữ mạng. Xem tử vi phương Đông, bước sang năm 2024 được đánh giá là có khá nhiều thách thức, nhưng cũng rất năng động với nữ mạng tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Hung vận lớn nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình, bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân, vì đến khi bắt đầu lại, bạn sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại hơn. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Canh Tuất nữ mạng trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, gặp cục diện tương xung thái tuế khiến quan hệ của bản mệnh với bạn bè, đối tác không thực sự hài hòa, đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác, song bạn cũng chớ nên quá hiền lành nhu nhược để người khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ nên khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. May mắn là có các tinh nguyệt mã, giải thần xuất hiện, chính là cứu tinh soi sáng tiền đồ của con giáp này, cơ hội chuyển mình đã bày ra trước mắt. Chỉ cần bản mệnh làm tốt công việc của mình, khiêm tốn giữ mình, đừng kiêu căng tự phụ, hành xử khéo léo hơn một chút, thì tự nhiên sẽ giảm nhiều rất nhiều rắc rối tới quấy rầy bạn. Nhờ đó, sự nghiệp của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều vấn đề khúc mắc trước đó bỗng tìm ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý, khơi thông thế bế tắc nhanh chóng, càng về cuối năm thì sẽ càng hanh thông hơn. Đây sẽ là thời gian để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời hạn trước và tích góp một khoản đáng kể cho tương lai. Chưa hết, có các tinh tử vi xuất hiện đem tới cho bạn những cơ hội quý giá, bản mệnh cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ. Thậm chí dù chưa được đổi đời thăng tiến đi nữa, thì bạn vẫn có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng, túi tiền đảm bảo hơn hẳn. Về mặt tài lộc, tử vi năm Giáp Thìn 2024 dự báo về phương diện tài lộc, dù không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của Canh Tuất nữ mạng không đến mức đáng ngại, vẫn có quý nhân phù trợ, mở ra những cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo. Đặc biệt, thời điểm may mắn nhất trong năm 2024 đối với người tuổi này sẽ là vào các tháng 3, 5, 8, 9 và 11 âm lịch. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của Canh Tuất nữ mạng cũng được đảm bảo, chỉ cần bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh trong năm 2024, túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trong năm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định, cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm 2024 này, do có hung tinh kiếp sát tác động, con giáp này dễ vướng phải rắc rối, cần phải sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế, trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc sử dụng tiền bạc hợp lý,
chớ vung tay quá chán, rồi cuối cùng khi chuyện cấp bách xảy ra lại phải chạy vạy, nợ nần người khác. Về tình duyên gia đạo. Được vận niên che chở, gia đạo tuổi Canh Tuất nữ mạng năm 2024 khá tốt, ít sóng gió cuộc đời. Gia đạo khá hài hòa, dù có tránh khỏi lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức ổn định. Đôi khi khá nhạt nhòa khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Nhân cơ hội này hung tinh phá toái gieo rắc điều phiền muộn, nếu không thực sự tỉnh táo, đương số rất dễ rơi vào cạm bẫy tình ái đe dọa hạnh phúc gia đình bấy lâu. Hãy chế ngự sự cám dỗ bằng chính những thói quen chăm lo cho nửa kia, có như vậy vận hạn mới qua. Người làm cha mẹ cũng nên quan tâm nhiều hơn đến con cái của mình, chỉ khi bạn thực sự quan tâm, cổ vũ tích cực, con cái bạn mới trở nên trưởng thành hơn và có thể gặt hái được những thành tích cao trong học tập, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, rồi bạn sẽ vô cùng tự hào về gia đình mình. Về mặt sức khỏe. Tuy nhiên, sức khỏe của nữ mệnh tuổi Canh Tuất có dấu hiệu suy giảm, bạn chớ làm việc quá sức hoặc suy nghĩ bi quan, tiêu cực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy. Không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao như yoga, đi bộ, thiền sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra trong năm 2024, tuổi này cần đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn khi đi lại tham gia giao thông. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn trọng khi lao động, đề phòng sự cố dẫn tới thương tật nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh Canh Tuất, sinh năm 1970. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy. Sao kế đô là thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, ghi, có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn. Trong làm ăn người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đức đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Hướng và màu sắc phong thủy hợp với Canh Tuất. Những người tuổi Canh Tuất hợp hướng nào, đó là các hướng nam sinh khí, bắc thiên y, đông nam diên niên, đông phục vị, người tuổi này nên kỵ các hướng xấu là tây nam, tây bắc, đông bắc và tây. Về màu sắc, người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hợp các màu vàng rực rỡ hoặc màu trắng tinh khiết vì màu vàng thổ. Mà thổ sinh kim nên rất tốt cho người tuổi Canh Tuất, màu trắng là màu tượng trưng cho bản mệnh nên cũng tốt. Màu tương khắc của tuổi Canh Tuất là những màu như màu hồng, màu đỏ vì những màu này ứng với hành hỏa, hỏa khắc kim. Tuổi Canh Tuất hợp với tuổi nào? Theo tử vi, trong làm ăn tuổi Canh Tuất hợp các tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi. Trong tình yêu hôn nhân, tuổi Canh Tuất hợp với các tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi và Đinh Mùi. Tuổi nào khắc với Canh Tuất, theo quy luật tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, ứng với các con giáp trong bộ này, tuổi Canh Tuất sẽ khắc với các tuổi Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Sửu và Mậu Ngọ. Những người tuổi Canh Tuất không nên kết hợp làm ăn với những tuổi trên vì dễ dẫn đến đổ vỡ, kết hôn với các tuổi trên cũng khiến tình cảm tuổi Canh Tuất không có kết quả tốt đẹp. Cây phong thủy cho người tuổi Canh Tuất. Những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hợp với các cây cảnh có màu bản mệnh như màu trắng hoặc màu tương sinh của hành thổ. Cụ thể, cây hợp tuổi Canh Tuất có thể kể đến như cây ngọc bích, vạn niên thanh, thiên niên kiện, lan ý mỹ, châu bà đế vương,
sẽ giúp gia chủ có thêm bình an, may mắn trong năm 2024 này nhé. Lời Phật dạy. Quý vị thân mến, đã từ rất lâu, lời dạy của Đức Phật vẫn luôn được xem là kim chỉ nam, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta trong việc chỉnh đốn thái độ và hành vi của mình. Vì thế, không chỉ có đệ tử của Ngài mà cả thường dân cũng rất muốn xin lời khuyên của Ngài. Có một lần một người hỏi Đức Phật về cách có thể giúp tránh xui xẻo hay không, Ngài đã kể lại một câu chuyện về chú vẹt đã thoát chết nhờ thực hiện được hai điều quan trọng. Trước đây có một con vẹt sống trên một ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết, chú vẹt thường đi kiếm ăn về cho bố mẹ vì họ đều bị mù nên không thể bay lượn tự do như chú. Cũng thời điểm đó, có người nông dân vừa gieo hạt, vừa thề rằng nếu mùa này thu hoạch khá, ông sẽ chia sẻ thành quả với mọi sinh vật sống trên đời. Nghe được tin này, đúng mùa gặt bội thu cũng là lúc chú vẹt đã thường xuyên đến đây để lấy lúa chín đem về cho bố mẹ. Một ngày đi thăm cánh đồng, có những bông lúa sai chĩu hạt, thì người nông dân nhận ra có nhiều bông lúa đã bị mổ hết hạt chỉ còn trơ lại thân cây. Người này liền đặt bẫy với quyết tâm bắt bằng được thủ phạm mới thôi. Ngay ngày hôm sau, ông đi lại bẫy và thấy một chú vẹt đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tấm lưới đã giăng sẵn trên đầu nó. Con vẹt nói với người nông dân: "Chính ông hứa từ lúc gieo hạt rằng sẽ chia sẻ lương thực của mình thì tôi mới dám tới đây lấy những hạt lúa về cơ mà. Tại sao ông tức giận và đặt bẫy? Ông muốn chia sẻ như vị thế, một vị vua muốn được chăm lo cho các thần dân của mình. Với vai trò là một người dân, tôi cảm thấy biết ơn vì ông đã phân phát lòng tốt của mình như đã hứa." Cảm động trước những gì chú vẹt nói, người nông dân hỏi lại: "Vậy ngươi đem lúa của ta cho ai?" Con vẹt đáp lại: "Tôi lấy lúa để nuôi bố mẹ vì bố mẹ tôi bị mù." Nghe thấy người nông dân bảo con vẹt rằng, từ nay trở đi, người cứ tới đây lấy bao nhiêu hạt lúa tùy ý ta sẵn lòng giúp đỡ. Được biết chú vẹt trong câu chuyện này là tiền thân của Đức Phật, còn người nông dân đã giúp đỡ nó chính là Sariputta, một trong những đệ tử vĩ đại nhất của Ngài trong kiếp sau. Vẹt bố mẹ là tiền thân của Đức Vua Suddhodana và Hoàng hậu Maya, hai bậc thân sinh của Thái tử Siddhartha, Gautama, Tất Đạt, Đa Cổ Đàm. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã hỏi lại: "Vậy các ngươi có biết có những việc gì có thể mang lại những điều tốt lành cho chúng ta không?" Trong khi mọi người còn phân vân thì Ngài cho hay, có hai việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất đó là hiếu kính với cha mẹ, thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình. Tương tự như vậy, có hai tội lỗi sẽ gây ra hậu quả xấu ngay lập tức và chắc chắn sẽ dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ, thứ hai là làm những việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình. 1. Hiếu kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, cách tránh xui đầu tiên đó là thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ. Hầu hết chúng ta xem thường việc này vì mải đuổi theo những mục tiêu xa vời trong cuộc sống, mà quên đi giá trị chân thực nhất, những ngày đầu năm hoặc khi làm ăn không tốt. Chúng ta mải sắm xính lễ cầu khấn mong có được may mắn khắp nơi, nhưng lại quên mất rằng hiếu thảo với cha mẹ là cách hiện số, cải thiện số mệnh tốt nhất. Các con thường nghĩ rằng cứ kiếm tiền thật nhiều để bố mẹ tự hào, hoặc dùng tiền sửa nhà, mua sắm mọi thứ cho bố mẹ thì mới là hiếu thảo. Việc này không sai, cũng chỉ đúng được một phần, vì đâu phải ai cũng có điều kiện để kiếm ra tiền. Vậy chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo như thế nào? Bất cứ thời điểm bạn nghèo hay giàu, đều có thể hiếu thảo với đấng sinh thành, việc này không cần phải đợi. Điều mà bố mẹ bạn cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần, đôi khi chỉ vài câu hỏi thăm cũng đủ giúp họ có cảm giác an ủi. Thay vì gắt gỏng khi họ làm sai hoặc đãng trí, thì bạn nên nhẹ nhàng từ tốn. Vậy hãy thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ ngay từ hôm nay bằng những việc từ nhỏ tới lớn. Chính những người luôn ý thức việc thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ thì đi đâu cũng được tôn trọng, từ đó ắt sẽ kết được nhiều duyên lành. Cuộc sống ắt sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi và đó là cách giải quyết tuyệt vời nhất để giải xui. 2. Làm việc tốt ngay trong nhà mình. Hầu hết mọi người thường hay có tâm lý nhường nhịn người ngoài nhưng lại dễ gắt gỏng với người nhà. Vì chúng ta biết rằng họ dễ dàng tha thứ cho mình, lâu dần ta khiến tình cảm mai một vì những câu nói vô tình. Bạn nên hiểu rằng, chỉ khi đủ nhân duyên thì chúng ta mới có cơ may cùng sinh ra trong một nhà hay trở thành họ hàng, người thân của nhau. Chúng ta nếu không biết quý trọng nhân duyên này thì chẳng có duyên lành nào dám xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Cuộc đời này tuân theo luật hấp dẫn, nếu bạn thể hiện mình thích điều gì thì điều đó càng nhiều lên. Tình yêu thương đơn giản chỉ trao cho người nhà thôi cũng đủ giúp bạn có thêm tình yêu từ những người khác. Trân trọng, yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của ta với họ, mà còn là trách nhiệm của ta với chính bản thân mình. Thờ ơ, không quan tâm, thậm chí tranh chấp hay đối xử tồi tệ với họ
là con đường ngắn nhất dẫn ta đến với bất hạnh, với một tuổi già cô đơn, thậm chí chết trong cô độc. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về ba cơ hội vàng giúp tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.